Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Binimon. Thì Airdrop này mình nhận được 900 token pin nè. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click xuống phần link mô tả dưới video mới ra mang start chatbot nè bạn. Sau đó các bạn bấm vào continue nè các bạn. Bạn lấy cấp trang các bạn 114. Bạn gửi cho bot nè. Rồi, mã code mình sai các bạn, bằng 80 các bạn. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group nè. Trên kênh group bạn join sao nè các bạn, để coi có lượt cấp trang không các bạn. Rồi, sau đó các bạn bắt up lên. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi, bạn join sao nè. Rồi, các bạn bắt up lên. Rồi, các bạn follow về tweet bot nè. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống để like, các bạn kích dạng tờ tweet đang pha phan các bạn. Để coi tờ tweet bị giết game hay là dự án nữa. Rồi các bạn kích dạng bị giết game nữa các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn đi bạn. Rồi các bạn tờ tweet lên nè. Sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm done. Rồi bấm done. Rồi tiếp tục các bạn điền lưu username tại Twitter các bạn đã follow dự án còn win VNNH9 VNNH9. Rồi tiếp tục với son tiếp kênh seller gấp 6.000 bấm done. Rồi tiếp tục mọi người gửi địa chỉ với BNB Smartchain Bet20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn nha mà. Rồi là chatbot. Rồi sau đó bằng việc lên ghép mình chia sẻ trong bè và cái thằng để kiếm thêm đồ cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.